Cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành, tỉnh Tiền Giang có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, là công trình ngăn mặn hiện đại của quy mô lớn thứ hai ở miền Tây, chỉ sau cống cái lớn cái bé của tỉnh Kiên Giang. Công trình đáp ứng niềm kỳ vọng của nhân dân vì một giải pháp phòng chống hạn mặn triệt để, bền vững. Hiện khối lượng thi công đã đạt trên 94%, đảm bảo tiến độ bàn giao vào cuối tháng 8 này. Theo thiết kế, dự án cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành có hàng mục chính là cống rộng 40m bằng bê tông, cửa van thép, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Phần âu thuyền dài 150m có chiều rộng thông nước 12m, cao trình 5,5m. Dù đã bước vào mùa mưa lũ, nhưng nhà thầu vẫn đang nỗ lực khắc phục điều kiện bất lợi của thời tiết. Tập trung nhân lực khẩn trương thi công các hàng mục như tập kết, lắp đặt xi lanh thủy lực âu thuyền, gia cố lòng dẫn kênh dẫn thượng hạ lưu bằng rọ đá, thảm đá, hoàn thiện mang cống bờ tây cùng tường kè phía sông hệ thống SCADA, điện chiếu sáng, cảnh quan, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 đúng theo cam kết. Trước đó, thực hiện theo yêu cầu ngăn mặn của địa phương, nhà thầu đã vận hành đóng cửa cống từ ngày 1 tháng 3, cũng như vận hành mở cửa cống từ ngày 16 tháng 5 để cấp nước và tiêu thoát nước ô nhiễm. Sau khi hoàn thành, cống Âu Nguyễn Tấn Thành cùng hệ thống các cống thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống đã hoàn thành, sẽ đảm bảo công tác ngăn mặn, trữ ngọt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp cho diện tích gần 100.000 hectare, tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho gần 1 triệu 100 ngàn người dân của hai tỉnh Tiền Giang và Long An.